Vừa qua, huyện đoàn Tân Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020. Trong năm 2019, thành lập được một tổ chức đoàn trong đơn vị doanh nghiệp, tư vấn hướng nghiệp cho hơn 2.600 đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 500 lao động, vượt 26% so với kế hoạch, trồng mới hơn 6.000 cây xanh phân tán, vượt 74% kế hoạch, thực hiện 2 công trình thanh niên bê tông hóa 2 tuyến đường giao thông nông thôn, vận động xây dựng 3 cụm trò chơi cho thiếu nhi ở các xã Tân Phong, Hòa Hiệp, Thạnh Bình với kinh phí 210 triệu đồng, đạt 300% so với kế hoạch. Vận động xây dựng 2 căn nhà nhân ái, 4 căn nhà khăn quàng đỏ với kinh phí 360 triệu đồng, trao hơn 2.100 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, 200 suất học bổng, 30 xe đạp cho học sinh nghèo với kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể 16 cá nhân, Ban Thường vụ huyện đoàn khen thưởng cho 10 tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong công tác đoàn hội đội năm 2019.